Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 8, bài 1, từ trang 5 đến trang 9 sách giáo khoa. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi, hôm nay mình sẽ vào nội dung của bài đầu tiên là một văn bản. Tôi đi học. Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình sang trọng và đứng đắn. Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem bài mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi bắt đầu thấy nặng. Tôi bậm tay thì ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng sệt ra và trên đầu chúi xuống đất. Tôi xốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút nữa, nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi để mẹ cầm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này. Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Trước sân trường làng Mỹ Lý dày đặc cả người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An, Bảy Chim Quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính, mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ, đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con, đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được
như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng, dưới hiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình chơ vơ là lúc này, vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo diều của các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại, càng đúng hơn nữa. Hai chân các cậu cứ dền dàn mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đến đứng trước lớp 3. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi sẽ nói sẽ. Thế là các em được vào lớp 5, các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui lòng cả, để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có một tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại. Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay quật đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy, đã lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói, thôi, các em lên lớp, lên đứng đây sắp hàng để vào lớp. Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ, không giữ được, chéo áo hay cánh tay người thân. Vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc, tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi, nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi trong đám học trò mới, vài tiếng thúc thích đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà, và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông đốc liền ra dấu chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ. Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lê Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trong hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi, rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hơn ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết. Nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin đó là có thật. Một con chim con luyện đến, đứng
trên bờ cửa sổ hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim, một kỷ niệm cũ lại đi, cũ đi bảy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông, phim sống lại, đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gặt mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài viết tập tôi đi học. Theo Thanh Tịnh trong tổng tập văn học Việt Nam tập 29B nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1981. Thì ở đây chúng ta đã vừa đọc qua cái một cái văn bản, đó là bài tôi đi học. Thì cái bài này bài tôi đi học này được bố cục theo dòng hồi tưởng của một nhân vật tôi về những cái kỷ niệm buổi tụ trường, đó là cảm giác háo hức, hồi hộp, ngỡ ngàng với con đường, bộ quần áo, viện vở mới, với sân trường, với các bạn. Thì cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi với mọi vật, vừa ngỡ ngàng và tự tin, vừa nghiêm trang, vừa xúc động bước vào giờ học đầu tiên. Đó, thì đây là tóm tắt của cái bài tôi đi học. Bài tôi đi học đó là những cái hồi tưởng mà của nhân vật về những kỷ niệm cái ngày đầu buổi tụ trường. Thì đó, ở đây cái bài văn thể hiện đó là những cái cảm giác của một cậu học trò và các bạn trong ngày đầu tiên đi học, đó là có cảm giác là háo hức, hồi hộp, ngỡ ngàng, rồi cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi với mọi người, mọi vật, và tự tin, nghiêm trang và vừa xúc động khi mà vào cái giờ học đầu tiên. Đó, thì các em nên đọc lại cái bài này thật nhiều lần, nếu có thời gian thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái bài này. Thì ở đây cô chỉ nói tóm tắt cái nội dung của cái bài văn này là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần câu hỏi. Còn nữa, cái phần chú thích thì chúng ta có thể mở sách giáo khoa để xem thêm. Rồi bây giờ mình vào câu số 1 nha. Câu số 1 nhỏ, những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật tôi kỷ niệm về buổi tự trường đầu tiên? Đọc toàn bộ truyện ngắn, em thấy những kỷ niệm này được nhà văn diễn tả theo trình tự nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái điều mà đã gợi lên trong lòng trong nhân vật tôi kỷ niệm về buổi tụ trường đó là lúc này thời tiết như thế nào nè. Thời tiết thì vào cuối thu, lá rụng ngoài đường nhiều, trên thì có những đám mây, mây bàng bạc. Rồi tôi đi học theo bố cục, đó là dòng hồi tưởng của nhân vật tôi. Từ hiện tại, nhà văn nhớ về quá khứ. Đó, thì cái điều gợi lên đầu tiên đó là những kỷ niệm về buổi tự trường, đó là về thời tiết, trên không. Thời tiết thì lá rụng nhiều, trên thâu không thì có những đám mây bàng bạc. Rồi cái chuyện này thì là những cái hồi tưởng của tác giả từ hiện tại, nhớ về cái quá khứ, là nhớ về cái buổi tự trường, kỷ niệm của buổi tụ trường đầu tiên của nhân vật được nhà văn diễn tả, và diễn tả theo một cách trình tự như sau. Diễn tả theo cái một trình tự, đó là
từ cái chuyển biến của trời đất vào cuối thu thì đó là cái thời điểm ngày khai trường và cái hình ảnh mà mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ khi mà cái lần đầu tiên đi đến trường khiến cái nhà văn nhớ lại những kỷ niệm của mình ngày xưa. Đó là những kỷ niệm là cũng là tác giả cũng nhớ lại là ngày xưa mình cũng đi học, mình cũng rụt rè dưới núp dưới nón mẹ đó, thì cái điều này đã khiến tác giả nhớ lại những kỷ niệm của mình ngày xưa. Rồi tiếp theo nữa, cái tâm trạng của nhân vật tôi chính là tác giả đó, trên đường theo mẹ đến trường. Rồi cái tâm trạng của nhân vật trên cái sân trường. Rồi sân trường là lúc này thì khi nhìn thấy ngôi trường của mình thì nhìn mọi người, nhìn các bạn, rồi nghe các bạn khi nghe thầy gọi tên mình và rời tay mẹ để vào lớp học. Rồi tiếp theo nữa đó là cái tâm trạng của tác giả lúc ngồi vào chỗ ngồi của mình trong lớp học và bắt đầu học tiết học đầu tiên. Đó, thì ở đây thì những kỷ niệm của tác giả đã được nhà văn, được tác giả diễn tả theo cái một trình tự như thế này, có bốn cái trình tự. Thứ nhất là sự chuyển biến của đất trời vào cuối thu, và cái lúc đó thì hình ảnh mấy cái em nhỏ rụt rè với nón mẹ dẫn đi đến trường thì khiến tác giả nhớ lại những kỷ niệm trong sáng của mình ngày xưa. Rồi tiếp theo đó nữa là tác giả đã có một kỷ niệm nữa tiếp theo, đó là lúc học cái tâm trạng lắc của tác giả lúc mà theo mẹ đến lúc mà tác giả theo mẹ đi trên đường đến trường. Rồi tiếp theo nữa đó là tâm trạng của tác giả ở đây, đó là của nhân vật tôi đó các em. Thì cái tâm trạng này là khi đứng trên sân trường nhìn ngôi trường của mình, nhìn mọi người, nhìn các bạn, rồi đến nghe thầy gọi tên mình và bắt đầu rời tay mẹ mà để vào lớp học. Và cái tâm trạng cuối cùng đó là lúc ngồi vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu vào cái tiết học đầu tiên. Đó, thì ở đây chúng ta hiểu được những kỷ niệm của tác giả diễn tả những kỷ niệm của mình theo cái một trình tự rất là hợp lý. Như vậy các em đã hiểu về những cái kỷ niệm mà gợi lên trong lòng của tác giả khi hồi tưởng lại hồi ức ngày xưa của mình đến trường chưa nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo câu hỏi tiếp theo, câu số 2. Tìm những hình ảnh chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi khi cùng mẹ đi trên đường đến trường, khi nghe gọi tên và phải rời tay mẹ cùng các bạn đi vào lớp, khi ngồi trong lớp đón giờ học đầu tiên. À, ở đây thì câu hỏi người ta yêu cầu mình tìm những cái hình ảnh chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của tác giả, của nhân vật tôi ở đây. Đó là nói về tác giả khi cùng mẹ đến trường. Thì những chi tiết đó là lúc này tác giả cảm thấy con đường đã quen thuộc lại, con đường đã quen đi lại lắm lần, tự nhiên thấy lạ, cảnh vật xung quanh đều thay đổi, trong lòng có sự thay đổi lớn. Tức là con đường này hằng ngày tác giả đã đi, là nhân vật tôi đã đi lại rất là nhiều lần.
cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng mà hôm nay, cái ngày đi đến trường, thì tác giả lại cảm thấy tự nhiên thấy lạ, cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Thì điều đó chứng tỏ rằng trong lòng của tác giả đã có sự thay đổi lớn. Rồi cái tâm trạng tiếp theo của tác giả nữa đó là cảm thấy mình trang trọng, đứng đắn trong chiếc áo vải dù đen dài và hai quyển vở mới trên tay. Thì khi mà tác giả cầm cái vở trên tay thì lúc này tác giả cảm thấy mình trang trọng, đứng đắn hơn. Đó, thì tác giả cảm thấy mình lớn hơn một tí. Rồi tiếp theo nữa, xốc lên nắm lại là vỡ cẩn thận, tuy còn lúng túng nhưng muốn thử sức mình nên xin mẹ được cầm cả bút như các bạn khác. Tuy lúc này tác giả cảm thấy nhân vật tôi cảm thấy lúng túng, nhưng mà muốn thử sức cái mình là xin mẹ cầm cả bút cả thước như các bạn khác. Tại vì lúc này tác giả đã cảm thấy mình có thay đổi lớn, đã cảm nhận như mình đã lớn hơn một tí. Rồi tiếp theo nữa là cảm thấy sân trường dày đặc cả người, người nào cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Đó, thì đây là cái cảnh sân trường lúc này thì thấy ai cũng sạch sẽ và vui tươi sáng sủa hết. Rồi tiếp theo nữa đó là cảm thấy mình bé nhỏ trước ngôi trường oai nghiêm xinh xắn, nên tác giả nhân vật tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Thì lúc này trong sân trường rất là nhiều người thì tác giả cảm thấy mình rất là nhỏ bé trong một ngôi trường rộng lớn và oai nghiêm. Thì lúc này tác giả cảm thấy mình lo sợ vu vơ vẩn vơ, cảm thấy lo sợ. Đó. Rồi tiếp theo nữa là cảm thấy tim ngừng đập khi chờ nghe tên mình, nghe gọi đến tên cậu học trò mới tự nhiên giật mình và lúng túng. Thì lúc này tác giả cảm thấy mình hồi hộp, tim cảm thấy trong lòng mình rất là hồi hộp khi mà chờ nghe tên mình. Thì khi mà gọi đến tên mình thì tác giả đã giật mình, đã nghe đến tên mình thì phải giật mình và lúng túng không biết làm sao. Đó, thì đây là một tâm trạng. Rồi tiếp theo, lo sợ khi sắp phải rời bàn tay dịu dàng của mẹ, nức nở khóc theo bạn khi cảm thấy mình bước vào một thế giới khác, cách xa mẹ hơn bao giờ hết. Thì lúc này tác giả cũng lo sợ là phải xa mẹ, rồi cũng muốn khóc theo các bạn khi mà một mình bước vào vào lớp, là cảm thấy mình bước vào một cái thế giới khác, cách xa của mẹ mình. Thì tác giả cũng lo sợ và muốn khóc. Rồi tiếp theo nữa đó là cái cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi với mọi vật, với người bạn tí hon ngồi bên cạnh. Thì lúc này tác giả vừa cảm thấy xa lạ nhưng mà lại thấy gần gũi với người bạn ngồi kế bên. Rồi tiếp theo nữa đó là cái cuối cùng nữa là vừa bỡ ngỡ. Lúc này tác giả cảm thấy mọi thứ xa lạ bỡ ngỡ, nhưng mà tác giả cảm thấy mình rất là tự tin và bắt đầu bước vào một ngày vào tiết học đầu tiên trong đời mình. Đó, thì đây là những cái chi tiết nói lên của tâm trạng của tác giả, của nhân vật tôi á, khi mà cùng mẹ đi đến trường và rời bàn tay mẹ và đi vào cái trong lớp đón giờ học đầu tiên của mình. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục câu số 3. Em có cảm nhận gì về thái độ cử chỉ của người lớn, ông đốc, thầy giáo đón nhận học trò mới, các phụ huynh
Đối với các em bé lần đầu tiên đi học, thì ở đây người ta hỏi mình, em có cảm nhận vì cái cảm nhận gì về cái thái độ của mọi người, cử chỉ của người lớn, thì người lớn đó là ông đốc, thầy giáo và các phụ huynh đối với các em bé lần đầu tiên đi học. Thì ở trong cái bài văn thì chúng ta thấy rằng cái thái độ của ông đốc, cử chỉ của ông đốc đó là nhìn học trò một cách hiền từ, căn dặn nhẹ nhàng, nhẫn nại chờ đợi, giàu lòng yêu trẻ. Thì những cái thái độ cử chỉ của ông đốc thì thấy chúng ta thấy rằng ông đốc là một người rất là giàu lòng yêu trẻ, thương yêu trẻ, bằng cái cử chỉ thái độ là nhìn học trò hiền từ, căn dặn thì nhẹ nhàng. Trong khi các em rụt rè không dám vào lớp thì thầy đã, ông đốc đã nhẫn nại chờ đợi mà không kháo gắt nổi giận, thì chứng tỏ ông đốc là một người là rất là giàu lòng yêu trẻ. Còn tiếp theo nhân vật thầy giáo, thì thầy giáo trẻ tươi cười niềm nở đón học sinh vào lớp. Đó, thì đây cũng là một thái độ của thầy giáo. Thầy giáo thì tươi cười niềm nở đón học sinh vào lớp. Còn các phụ huynh thì sao? Các phụ huynh, các bậc phụ huynh thì chuẩn bị kỹ lưỡng cho con, đưa con đến trường, lưu luyến khi con vào học. Thì ở đây các bậc cha mẹ phụ huynh thì đã chuẩn bị quần áo, sách vở, bút cho con một cách kỹ càng. Rồi ngày đầu tiên thì đã dẫn đưa con đến trường, rồi khi thấy con vào học thì rất là lưu luyến. Thì qua những cái thái độ cử chỉ của những người lớn này, của tất cả những người lớn này, thì đều chúng ta thấy rằng đều dành sự quan tâm và yêu thương, chăm sóc đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đó, thì chúng ta thấy rất rõ ràng đây là tất cả mọi người đều dành cái sự quan tâm, yêu thương, lo lắng, chăm sóc đặc biệt đối với các bạn nhỏ khi các em lần đầu tiên đến trường. Thì đó cũng là một thế hệ trẻ tương lai. Rồi tiếp theo mình qua câu số 4. Tìm và phân tích các hình ảnh so sánh được nhà văn sử dụng trong truyện ngắn. Thì chúng ta thấy rằng ở trong bài văn có những cái hình ảnh so sánh, đó là tôi quên thế nào được cái cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi giữa bầu trời quang đãng, với những cảm nhận trong sáng hồn nhiên trong ngày đầu tiên đi học. Đó, đây là một cái hình ảnh đầu tiên, là tôi quên thế nào được cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi cho đến giữa bầu trời quang đãng. Thì đây là những cái cảm nhận trong sáng hồn nhiên trong ngày đi học. Rồi tiếp theo một cái hình ảnh nữa, đó là ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí óc tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang. Đó là cái hình ảnh. Thì chúng ta thấy đó là nói lên cái ý thức về sự trưởng thành, tự lập thoáng xuất hiện trong trong đầu của tác giả. Rồi tiếp theo, cái hình ảnh tiếp theo đó là trước mắt tôi sân trường làng Mỹ Lý trong vừa xinh xắn oai nghiêm cho đến đình làng Hòa Ấp. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh này là nói lên cái cảm nhận rõ ràng về vẻ đẹp, sự oai nghiêm của ngôi trường. Đó. Rồi tiếp theo nữa, họ như những con chim con đứng bên bờ tổ cho đến còn ngập ngừng e sợ. Thì cái hình ảnh này cho chúng ta thấy sự non nớt, ngỡ ngàng và cả những khao khát vươn xa của học trò. Đó, cái hình ảnh này thì thấy là cho ta thấy rằng sự non nớt, ngỡ ngàng và cả những khao khát vươn xa của học trò.
Rồi tiếp theo một hình ảnh nữa đó là họ thèm vụng và ước ao thầm cho đến phải rụt rè trong cảnh lạ. Thì đó là nói lên cái ước muốn được trưởng thành, cứng cáp. Đó, thì chúng ta vừa phân tích những cái hình ảnh so sánh được nhà văn sử dụng trong truyện ngắn. Rồi, tiếp theo mình qua câu số 5. Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật và sức cuốn hút của tác phẩm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đó là truyện kể hồi ký với theo cái trình tự thời gian cảm xúc của nhân vật tôi hết sức tự nhiên và trong sáng. Đó thì truyện này là cái hồi ký viết với cái trình tự thời gian cảm xúc nhân vật hết sức là tự nhiên trong sáng, những hình ảnh so sánh nhân hóa đầy thi vị. Rồi giọng văn thì nhẹ nhàng, trong sáng diễn tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật, cảm xúc chân thật của những đứa trẻ lần đầu tiên đi học. Thì chúng ta thấy cái giọng văn này rất là nhẹ nhàng, diễn tả đầy đủ cái cảm xúc chân thật của một đứa trẻ khi mà lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên đi học. Thì chạm tiếp theo nữa, cái nét đặc sắc tiếp theo nữa đó là chạm tới người đọc bằng chính những cái trải nghiệm cảm xúc chung nhất của bất kỳ ai trong ngày đầu tiên đi học. Thì khi chúng ta đọc qua, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có rất là nhiều cảm xúc chạm vào lòng ta khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm mà ngày đầu tiên đi học của mình. Thì đây là những cái đặc sắc của đặc sắc nghệ thuật cuốn hút người đọc này. Rồi ở trên là những nét đặc sắc nghệ thuật, thì sau đây sẽ là cái sức hút của truyện. Tại sao khi chúng ta đọc câu chuyện này, đọc bài văn này thì chúng ta thấy rằng trong câu chuyện tại sao nó lại thu hút chúng ta? Do nó là có cái tình huống truyện rất là hấp dẫn, cảm xúc thì trong sáng chân thật của nhân vật. Đó, hình ảnh đẹp đẽ gần gũi. Nói chung là khi mà đọc truyện này thì chúng ta cảm thấy là nó là có những cái tình huống rất là thật, chân thật, cảm xúc thì rất là trong sáng, hấp dẫn. Tình huống thì hấp dẫn mà cảm xúc thì trong sáng, rồi có những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ gần gũi với chúng ta.